Mai Huy, hiện tại mình đang đứng kế cây lan mà có một cái vẻ đẹp rất là đặc biệt, mà một cái tên rất là lạ đời, đó là cây lan lưỡi bò. Lưỡi bò, các bạn thấy không, cái lưỡi của nó gần như không có cây lan nào dendro nào mà cái lưỡi đặc biệt như cái này. Cái lưỡi rất là to, to lắm. Nó nở chưa đạt đấy, nếu mà nó nở đạt rồi, nó là cái bao trên đây định hình rồi thì cái lưỡi còn bành ra hơn, to hơn, tai dài hơn. Đây là lưỡi bò vàng. Cây lan này là lúc trước giá trị rất là cao, gần 1 triệu nha, một cây. Bây giờ nhờ kỹ thuật cấy mô nhân giống ra hàng loạt thì cây lan rất là rẻ tiền. Hiện tại công ty mình bán cây lan này chỉ có hơn 100 ngàn một cây thôi. Cây lan này nó có bình thường những cái đặc tính là cao lớn, khỏe mạnh, các bạn thấy không? Cây rất là khỏe. Bông dài, dồi dài. Các bạn thấy có nhiều cây không? Dồi bông dài lên. Dài lên. Bông to, màu vàng. Vàng, vàng cũng khá đẹp. Bông xiên, dễ bông. Và đây là đặc biệt, đây là những cây chỉ mới ra bông bối thôi. Ra 1, 2 lần, 3 lần qua thôi, chưa đạt đỉnh. Nếu cây lan này trồng cao và đạt đỉnh, già cây thì bông sẽ cực kỳ sặc sỡ, cực kỳ rực rỡ. Tại vì cây lan giờ bông sẽ rất là dài, mà bông lại to nữa, dễ trồng, khỏe mạnh. Các bạn thấy thân cứng cáp, không có ít có bệnh tật. Đây là nằm trong bộ ba cây lưỡi bò nổi tiếng mà giá là rẻ nhất và đang có hàng, đó là lưỡi bò vàng, lưỡi bò tím và lưỡi bò blue. Thì hiện tại lưỡi bò tím và lưỡi bò blue hết hàng, trước giá cũng rất là đắt, thì hiện tại chỉ còn lưỡi bò vàng là đang còn hàng. Nếu các bạn chưa có cây lưỡi bò vàng này trong bộ sưu tập của mình thì hãy nhanh tay mua cây lan lưỡi bò vàng này về, tại vì hiện tại giá tốt và cây đẹp. Với tương lai mình mua trẻ thì thiên cây xấu, rụng lá nhiều, tại vì thời gian nó sẽ bị lão thì nó sẽ không có được còn cây đẹp nữa. Thì các bạn thấy nếu mà các bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây này không thua kém bất cứ cây gì, và đặc biệt bông rất là to, rất ít cái đen nắng nào bông to như cây lan. Cảm ơn các bạn.